vị, tối thứ bảy hàng tuần lúc 19 giờ trên HTV7 chúng ta lại gặp nhau trong chương trình rất quen thuộc và cực kỳ vui nhộn, Dòng Ải Dòng Ai. Và cảm ơn chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S đã đồng hành cùng với chúng tôi. Và hai gia đình đã quá quen thuộc với tất cả mọi người. Họ là những quân sư sẽ giúp cho những vị khách mời lựa chọn ra những giọng ca tiềm năng. Xin được giới thiệu gia đình đầu tiên, Trường Giang, Ốc Thanh Vân. Trấn Thành và Thu Trang. Tôi không biết rằng có cái mưu mô gì không, có cái thâm cung bí sử gì ở đây không, cái thuyết âm mưu gì của các bạn đưa ra hay không, khi mà trước giờ quay hình các bạn mang đồ ăn vô tràn ngập cái phòng hóa trang để cho bây giờ Ốc Thanh Vân cài cái nút áo không được. Ai nói ăn cái áo này nó có nút vậy? Nó không có nút. Em ơi, em đã bứt nút em bỏ đi luôn rồi. Thật ra cái vấn đề này tập trung nó chỉ có hai chữ để có thể giải thích cho cái hiện tượng này, đó là ham ăn. Nhưng mà sao, cứ ăn đi, nạp năng lượng đầy đủ đi. Bởi vì hôm nay chúng ta sẽ phải tiếp tục chiến đấu cùng với những vị khách mời. Sẽ có thể là đưa ra những ý kiến cùng với họ, nhưng đôi khi cũng phải tranh đấu với họ để bảo vệ ý kiến của riêng mình. Và hai vị khách mời đó là ai? Chính là Chí Thiện. Khi đôi chân ta đang lao đao, giờ mới bắt từ trước mịt mù. Còn chúng ta cần phải vững chắc, chắc. Tick tock, thời gian trôi, đôi lúc chỉ muốn vứt tất cả, nhưng con tim ta chẳng cam tâm, chẳng thể sống lại. Come on, bước bên tôi nào, bước xa hơn nào. Cùng vượt qua gian nan, ta chưa hề kêu than nhớ. Come on, bước bên tôi nào, bước xa hơn nào. Và vượt qua trong gai, ta cũng bước đi ngày mai. I wanna be a fighter, I wanna be stronger. Cứ bước tới phía trước. 1, 2, 3, let's go. I'm a fighter. Let's go! Yes, I'm a fighter. Trước biết buồn, còn chúng ta cần phải vững chắc, chắc. Tick tock, thời gian trôi, đôi lúc chỉ muốn vứt tất cả, nhưng con tim ta chẳng cam tâm, chẳng thể dừng lại. Come on, bước bên tôi nào, bước xa hơn nào. Bước vào trong gai, bước đi ngày mai. I wanna be a fighter, I wanna be stronger. Cứ bước tới phía trước. 1, 2, 3, let's go.
đi. Cần một niềm tin vững bơ, mọi sóng gió sẽ qua đi. Dù là vực sâu thênh thang, dù là đại dương mênh mang, tự tin xanh bước hiên ngang. Hãy cùng bên nhau sát cánh, vượt mọi chông gai thử thách. Dù lắm lúc nước mắt rơi nhảy, một niềm tin trên đôi vai, một tình yêu luôn không phai, bên nhau đi tới tương lai. I gotta go. Will you always be by my side? We gotta fly up to the sky. Con đường kia không còn xa, hãy cứ giữ vững niềm tin vượt qua. I gotta go. Will you always be by my side? We gotta fly up to the sky. Con đường kia không còn xa, hãy cứ giữ vững niềm tin ta. Yeah.
Hai em lần đầu đến với chương trình, các em đã từng nghe qua chương trình này cũng sát phạt khách mời dữ lắm rồi đúng không? Dạ thì em cũng có xem qua luôn rồi ạ, chứ không phải là nghe qua nữa. Thì cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần cùng với anh Chí Thiện để lên kia ngồi ghế. Đùa nhiều thế vậy không? Anh Thuận xui chài mát méo là gì? Gì? Xui chài mát méo là gì? Xui chèo mát mái ông ơi. Xui chèo mát mái. Em có lẽ là nhỏ nhất ở đây đúng không? Ừ, các anh chị đây là cũng thương đàn em lắm nha. Vâng, chắc là mọi người sẽ nhẹ tay với em. Cho em chọn trước, em thích về nhà của ai, anh Thành hay anh Giang? Ôi, được chọn ạ. Chúng em cứ chọn đi là... Em cứ chọn đi, rồi có chuyện mà họ có nhận em vô nhà họ hay không, chuyện khác. Có vẻ chúng tôi đúng. Dễ dãi quá hả? Chúng tôi đâu phải là một món hàng. Đừng đưa khách mời vào tình thế khó xử như vậy. Đúng. Bây giờ chọn luôn. Bây giờ chọn luôn. Tôi chọn Chí Thiện. Nhưng mà mình phải nghe ý kiến của các bạn cái đã. Tôi không nghe. Nè bây giờ nè, coi Chí Thiện nó nói nó không về là cho nhục nè. Em chịu. Trời đất ơi, chịu. Dễ dãi vậy. Em dễ dãi mà. Nếu mà anh Trường Giang đã không có ý định như vậy thì chắc là về bên này thôi chứ ạ, biết đi đâu bây giờ. Vậy anh Trấn Thành có đón em đó về không? Không lẽ tự nhiên đứa đẹp về nhà mình không đón. Không lẽ đi đón mấy con số già về. Mời Hoàng Yến. Chí Thiện, mời em. Anh không ngờ anh trả dao mà em ừ thiệt cái thiệt. Thì giống như thì giống như nãy vậy thôi. Mày đặt. Trời ơi. Chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên. Và quý vị khán giả thì có thể tham gia cùng với chúng tôi, nhưng đến vòng thứ 3 lần quý vị nhé. Vòng 3 thì chúng ta sẽ có cơ hội lựa chọn một giọng hát mà quý vị nghĩ rằng hát hay. Và dĩ nhiên sẽ có một phần quà hấp dẫn dành cho quý vị khán giả. Đó là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S đến từ nhà tài trợ chính trị giá 5.990.000 đồng. Còn ngay bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên có tên là Hóa Thân. Vòng 1 thì có 7 giọng ca bí ẩn sẽ xuất hiện trên sân khấu và chúng ta sẽ đoán xem trong số họ ai là người hát không hay. Mỗi nhà chỉ cần tìm ra cho tôi một người thôi. Và đây, 7 giọng ca bí ẩn. Chúng ta sẽ phải nhìn, quan sát thần thái của họ, cũng như xem một đoạn clip ngắn về họ để đoán xem họ hát hay hay là không hay. Đầu tiên, giọng ca bí ẩn số 1. Cô này là một biên kịch cho các chương trình truyền hình, các bộ phim, vân vân. Và cô ấy có một mái tóc dài tha thướt, hình như nhìn cái dáng dấp có thể mình liên tưởng tới những ca sĩ hát dòng nhạc dân ca, trữ tình, quê hương. Và đây là đoạn phim giới thiệu về cô gái này. Dạ em nhìn nhìn thì có vẻ như là sẽ hát hay á. Cái chữ muôn chữ muốn gì đó có thể là bình thường nếu mà hát không được á thì nói phát âm đúng chữ muốn luôn, còn nếu mà đúng nốt á thì có thể trong bài nhạc đó nó là chữ muôn hay gì đó. À trên trời cao có muôn ngàn ánh sao. Sao lại không có được? Em nghĩ là hát hay á. Yeah. Hát hay đó là ý kiến của Trường Giang. Em cũng nghĩ là chị này sẽ hát hay, tại vì bình thường là những người hơi mũm mĩm thì cái hơi thở sẽ rất là tốt. Em nói sao chứ? Không, phải thật mà. Em giỡn hoài, Trường Giang cũng mập quá trời, hát đâu có hay. Đâu, anh ý đâu cũng mập đâu. Anh ý một chút xíu vậy. Em nói chút xíu là cái gì chút xíu, em nói cho rõ. Ý là anh. Tự nhiên em nói anh ấy cứ chút xíu gì, em diễn tả nữa. Thôi, ai muốn hiểu sao hiểu. Mà em nghĩ là chị sẽ hát hay. Em thì cái cảm giác của em về bạn này thì hát không hay. Tại vì thấy cái sắc mặt, cái thần thái mình không có tin lắm. Rồi với lại cái cách mà phát âm thì có lẽ là không hát được luôn. Có lẽ là không hát được. Dạ. Rồi, mình tạm ghi nhận ý kiến này nha. Mình qua giọng ca bí ẩn số 2. Cầm con gấu bông dòm. Bởi vì sao? Bạn ấy làm công việc là bán gấu bông, chơi với gấu bông, cho nên là tâm hồn rất là trẻ con, rất là hồn nhiên vô tư. Và bạn ấy hay hát líu lo, hát suốt ngày trong tiệm của bạn ấy. Mời các bạn xem. Đẹp quá.
Xét về khẩu hình thì cái hàm hồi nãy á là cái hàm hát dở, tại vì cái độ mà khi hát á nó móc ngược vô trong mà bạn đi nha, có nghĩa là bạn ấy hát hồi nãy là bạn ấy hát thật đấy, và cái cách mà thì có nghĩa là một lát nữa chúng ta nghe bạn ấy là người phát âm nó không có đẹp, nên tôi chắc chắn luôn là anh này hát không có hay. Em cũng nghĩ phần này hát không hay. Em cũng nghĩ thế, tại vì sao? Lúc anh ấy cầm gói bông ấy thì em nhìn cái cách mà anh ấy hát ấy, em thấy nó không tập trung lắm. Em có biết là những người hát hay người ta hay giả bộ hát dở không? Người ta giả bộ, người ta vu vơ. Nhưng mà chương trình này đâu có giả vờ đó đúng không? Trời ơi, đời sai lầm. Em ơi, nó nghe nghe chương trình này ngoài cảnh trí ra không có cái gì là thiệt hết em. Nghe nhớ nghe. Vâng, em vẫn nghĩ là hát không hay ạ. Vẫn là hát không hay. Em nhìn ảnh có vẻ không đáng tin. Trời đất ơi, đã làm gì em đâu Thiện. Không, về cái chuyện hát hay hát dở chứ em đâu có nói chuyện khác đâu. Cái tức là cái cảm giác ảnh đang diễn, anh đang cố diễn rằng là... Thì em đang diễn chứ không kính để quay hình mà. Không, ý em muốn nói là anh... Trời ơi, không phải. Cái hành động mà vừa rồi có núm na núm nìu giúp em là nó phải diễn ra cách đây 10 năm trước thì hay. Đau tức coi thiệt. Đau tức là coi. 2, 3. Em rất tức. Ừ đó. Em rất tức. Vâng, sao em? Không. Trời ơi, không là không biết hay là sao? Nguy hiểm quá. Không, trả lời không biết đúng không? Trả lời. Không phải, tại hôm nay tôi hạn chế cử động cho nên là tôi mới ít lời vậy thôi. Thực ra cái cậu này á không có một cái điểm nào trên khuôn mặt. Anh đang nói mà. Hả? Anh ngồi yên đó đi, đừng có nói gì. Trời ơi, chạy cổ quá. Cảm ơn các bạn, chúng ta đến với dòng ca bí ẩn số 3. Bạn số 3, bạn ấy làm công việc vẽ trang trí tường. Và một khi cái người mà có cái máu họa sĩ như thế, họ cũng có tâm hồn nghệ sĩ, cái chuyện hát hát hay là cái chuyện cũng hết sức là bình thường. Mời các bạn xem. Có bao nhiêu người hát hay? Đó, các bạn xem vóc dáng này, gương mặt này, đôi chân dài miên man như thế, làm công việc vẽ tranh trên tường hoàn toàn hợp lý. Theo em thì cô này hát không hay. Chính tại sao? Cái hơi nó sao nó cần nó hết bẹt, nó ngang ngang sao? Cô này cái đẹp nhất của cổ không phải là giọng hát mà là cặp giò. Về mặt thực phẩm học, em muốn ăn cái gì của anh ta? Về mặt thực phẩm học, chúng ta có một cái hiện tượng chúng ta gọi là quá trình lên men. Ví dụ giống như dâu ua chẳng hạn. Còn cái men này nè là lên giữa chừng mà chưa có tới chín quả đó, là mình lỡ mình lấy rồi. Thì cái mẻ này là cái mẻ mà men chua thiệt, men phèn á. Anh nói ra cái đoạn này như Giang nói đúng. Tôi chắc chắn cô này nếu không bán chanh thì cũng bán giấm, chứ không thể là người hát hay được. Tại vì cái nốt đó bản thân nó là một nốt bị lạng á. Sai. Sai. Cô này bán cơm rượu trong xóm tôi. Thực ra ấy, là trong một số những bài hát hay có cái kiểu mà luyến lên như thế. Là lúc nãy em nghe thấy là bạn ấy có luyến cái chữ đấy là tôi. Em nghe thì là như thế. Nhưng mà nếu như vậy có thể là bạn sẽ hát những ca khúc kiểu dân ca miền Bắc chẳng hạn. Có thể là đây là một cái sự ngụy tạo của ban tổ chức thì sao? Không, em không biết ngụy tạo, không ngụy tạo mà em nghĩ bạn này hát hay. Đúng rồi, tại em vì... cũng nghĩ là chị này hát hay. Rồi mà có cái nghe được cái tiếng đó thôi là. Là vậy là đa số rồi. Các bạn cho rằng cô hát hay, chứ Thiện thì sao? Em cũng nghĩ vậy, em nghĩ vậy. Em cũng vậy luôn đúng không? Dạ. Mình qua dòng ca bí ẩn số 4. Bạn ấy đang đeo một chiếc mặt nạ đúng không? Còn mỗi tay. Công việc của bạn ấy là thiết kế mặt nạ. Mời các bạn xem đoạn phim về anh ấy. Cô... Trời ơi. Đoán đi, tôi thách các bạn đoán đó. Người ta đeo cái mặt nạ đó hát cái chữ cuối cùng là chữ cuốn là đúng rồi. Nào, không có bà, nghe được. Vậy nè, cái ông hát là bà là cu cu. Chim rừng ca trong nắng. Cái mặt nạ sẽ không dính gì tới với lại cái lý lịch của anh ấy hết. Nhưng mà anh này sẽ là người hát hay. Em thì
mơ hồ lắm, em không biết là hát hay hát dở nữa. Đoán cũng không biết đoán sao luôn nè. Rồi cảm ơn em. Giờ đoán mò đi em. À, đoán đại hả? Ừ. Đúng rồi, đoán đại đi. Hát dở. Em theo Chí Thiện. À đẹp đúng không? Đẹp. Ừ. Đẹp là được. Vậy sao nãy không mời Thiện về nhà mình? Hồi nãy Thiện chọn cái đó rồi, mình phải có giá chứ. Rồi cuối cùng mình cũng thốt lên là theo Chí Thiện, cũng đu theo hàng xóm vậy thì giá của mình để đâu? Là mình ở đây mình theo hàng xóm chứ mình không thể để ở trong nhà mà hại nhau như Trấn Thành. Hiểu không? Tức là một mình cô ấy, cô bắn hết tất cả mọi người đó. Vâng thì sao? Nè bắt đầu nè, slow motion nè, chậm nè đó. Theo cái sự đoán mò của em thì bạn ấy hát không hay. Đoán mò đúng không? Đoán mò hay. Hoàn toàn chỉ là mò, anh tin em đi không hay. Mò mà chưa biết kêu ta tin. Bạn số 5 cô ấy. Cái gì? Chưa biết chỉ tôi hay cái gì? Trong xóm ảnh. Không, tôi có một cảm giác, một cái bắn tia lửa điện. Bé này hát hay lắm, bé này dễ thương. Chỉ lọt ra mình ảnh thôi. Cô này á là nghệ sĩ đàn tranh các bạn nha. Xin mời các bạn. Tôi chỉ nói đơn giản vậy nè. Mời chi cái ông MC ta chơi đàn tranh. Ừ đúng rồi. Thấy cái bài này vô mới chơi đàn tranh mà phải y như mới gãi. Thấy hình tay rồi, thấy hình như cái vòi sẽ không có dính dáng gì. Má gãi như gãi ghẻ. Tự nhiên anh MC anh vừa coi xong anh á. Quan trọng là cổ hát có hay hay không. Hay hay không? Vâng. Làm sao biết được? Thôi yên luôn đi em. Ngồi hay, yên luôn đi. Hay, cô đó hay mà tin tôi đi. Không, anh dựa vào đâu? Vì tôi đã biết ai hát không hay. Và em đã điểm được những vị trí đó rồi. Thì những vị trí còn lại sẽ hát hay. Ghê không? Ghê. Ghê quá. Hồi nãy á, thì em nghĩ nếu bạn đó biết đàn á thì chắc là các bạn đó sẽ hát hay. Biết đàn. Thôi theo thuyết âm mưu thì bây giờ cô ấy không hay, hát không hay. À, thực sự thì ngày xưa khi mà em học ở trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội á, em cũng học khoa dân tộc. Và bình thường đa số những bạn học khoa dân tộc là chỉ đánh đàn hay thôi và không hát hay. Đó là em nghĩ là chị này hát không hay. Mà ý là người ta không biết đánh đàn luôn mà bà cũng có sự lớn không hay luôn. Thế thì em chịu. Thế là hát hay. Ừ, nếu như vậy thì có thể là hát hay đúng không? Trời ơi em sao vậy Yến? Thế ơi, lý em đơn giản vậy cưng. Xét về phong thủy học. Đúng. Là bà quan trọng là cái phong thủy. Phong thủy học. Bà ngồi ngay vị trí đắc địa nơi ngự trị của những giọng ca dở xuyên thế kỷ. Đó, tôi chỉ nói về phong thủy thôi chứ tôi chưa xét gì, tôi chỉ nói về phong thủy. Chưa đúng nha. Nhớ cái số Noel không? Cái ông mà đứng ở vị trí số 5 hát hay lộng lẫy nhớ. Đó là thuyết âm mưu của ban tổ chức. Cũng chỉ có một số đặc biệt thôi. Bạn ở vị trí số 6, vận động viên võ thuật. Bạn ấy mặc một bộ trang phục võ cổ truyền. Một người trong nghề võ mà hát hay hay không thì tôi không biết, bởi vì nào giờ chưa có thấy ai là võ sư, võ sinh mà đi làm ca sĩ cả. Nhưng mình cứ xem về đoạn phim giới thiệu anh ấy. Không. Em thấy bạn này hát không hay. Không biết đâu, người ta hát hay, người ta đang diễn đó. Cái anh này rõ ràng về ngành võ học, anh ta quýnh giỏi thiệt. Có võ, nhìn nãy không có diễn được, không có xạo, là võ thiệt. Về ngành mắt học thì cái mắt của anh ta hát nó hơi có chiều hướng hoàng hôn. Thì chắc chắn anh ta chỉ thuộc đúng được một bài, đó là bài Chiến Tàu Hoàng Hôn. Thì tôi nghĩ là anh ta là cái người mà hát được, mà anh ta giả bộ hát lơi lơi. Đúng. Hát ở cái phe mà à cái mảng lộn, hát ở cái mảng bolero đó, Chiến Tàu Hoàng Hôn. Mà anh mất hoàng hôn được. Em cũng nghĩ bạn này hát hay, nhưng mà tại vì do ban tổ chức quay hình đúng, mà bạn thì không phải diễn viên cho nên không biết diễn, cho nên là cứ hát mà gì hát chơi vậy thôi, chứ thật sự đàn diễn. Đúng. Đàn diễn. Vâng thì sao em? Mời Trường Giang. Tiếp tục chương trình, em đang ngâm cứu về cái cầu này. Anh dạ. Tại vì bây giờ hiện nay cái não bộ của em nó đang bị cô đặc. Em chưa thể suy nghĩ ra về cái trường hợp này. Bởi vì cái bông tai của em đó, nó làm cái não em đặc lại đó. Qua số 7 em nhé. Ừ, anh phải qua thôi. Vị trí số 7. Cô này làm công việc lễ tân nhà hàng. Mời các em xem.
Ê. Bạn này hát hay. Linh cảm. Cái cô này là cái cô mà hay làm ở mấy nhà hàng Nhật mà mỗi lần khách vô cái là xem chút mất xe, xem chút mất xe. Bạn này nhìn vô là đáng tin liền. Cái gương mặt của bạn ấy mà nếu như mà sửa soạn make up lên mà lên sân khấu cũng sẽ rất là đẹp luôn. Đó, thì bây giờ là có sửa soạn rồi đó Vân. Bây giờ là đang tối nhưng mà bảo đảm bạn chỉ cần bước ra phía luồng sáng này là sáng mà ăn tiền liền. À, em cũng nghĩ là bạn ấy hát hay. Tại vì em nhìn mặt bạn ấy nãy giờ mà em không có biến sắc gì hết trơn á. Em tin là bạn hát hay. Ừ. Tôi tin chắc chương trình này là một chương trình mà hầu hết sinh viên của trường cao đẳng nghệ thuật và sinh viên của khoa nhạc viện thành phố và Hà Nội đều đón xem. Không chừng bạn này là một trong những thành viên trong đó. Cái mặt này giống mặt học sinh trong trường thanh nhạc lắm. Vậy thì chúng ta sẽ có một phút để các bạn thảo luận cùng với nhau lần cuối cùng để đưa ra cái kết quả. Chọn ra cho tôi trong số này một người mà theo các bạn là hát không hay. Bắt đầu. Em à. Hết giờ. Đội của Trấn Thành, các bạn lựa chọn ai? Ở đây, chúng tôi luôn luôn có một cái xu hướng chọn giống Thu Trang. Có nghĩa là đẹp là được. Thật ra thì số 5 đúng như mọi người thấy. Cô ngồi quá đẹp. Ừ, chọn cô đi. Quyết định chọn số 5 bên đội Trường Giang. Số 2 đi, ảnh ngồi quá mỏi. Chọn ảnh đi. Lẽ ra không chọn ảnh, nhưng biết thứ nhất là ảnh ngồi đó thì các cơ thần kinh nó không hoạt động tốt, máu không lên não được. Thứ hai là gấu bông ở nhà còn rất nhiều, hiện tại bán chưa hết. Cho anh về sớm để mang gấu bông. Như vậy là các bạn đã quyết định lựa chọn số 2. Bây giờ chúng ta sẽ nghe các bạn ấy hát bằng giọng thật của mình. Và tôi sẽ mời ngay cái anh chàng bán gấu bông mà đội Trường Giang lựa chọn hát đầu tiên. Mời em. Rồi hay. Rồi hay luôn. Rung nụ. Hay à, để nghe cái giọng này. Đúng rồi, nghe nhạc. Hay. Ôi hát hay. Hay, trời mặt đẹp trai. Diễn rất là sâu. Hay. Diễn rất sâu. Ồ, oh, có cảm giác rồi đó. Chúng ta nghe bạn ấy là người phát âm nó không có đẹp, nên tôi chắc chắn luôn là anh này hát không có hay. Nhìn cái cách mà anh ấy hát ý, em thấy nó không tập trung lắm. Em cũng nghĩ bạn này hát không hay. Số 2 đi, ảnh ngồi quá mỏi. Chọn ảnh đi. Thứ hai là gấu bông ở nhà còn rất nhiều, hiện tại bán chưa hết. Cho anh về sớm để mang gấu bông. Bước chân giữa hồ đêm. Bước chân giữa hồ đêm. Anh thấy chào đúng không? Lạc lòng giữa đám đông người qua. Em nói đi, không có số 4 đi. Hay quá. Tiếng nói vẫn cười vang. Anh thấy mình lạc thầm giữa những chuyến xe. Tìm đâu để thấy em, tìm mãi theo dấu chân em, mà phải theo tháng năm cuối dòng. Bàn tay ai nắm tay mà em không đến bên anh, nhạt nhòa trong giấc mơ xa xa. Chờ yêu thương về ngàn đời ta, chờ nắng lên vội vàng, chờ mai tiếng cười nói dịu dàng còn đó nồng nàn. Dù người vẫn vội trôi thật nhanh, chỉ có tôi ở lại. Chợt vỡ tan trong ngỡ ngàng. Người ta hát như vậy mà la cho to. Số 2. Đó là em đại diện nói anh còn, hồi nãy anh còn giải thích nữa. Người ta chưa bàn xong mà. Chí Thiện, có phải chị nói số 2 và số 4 đúng không? Sao vậy? Chính Trường Giang nói rằng thôi 2 đi.
hai gì thiện nó chọn số hai thì mình phải chọn hát rồi cho người ta về bán số bông mà. Trời ơi, cái nhà này lúc nào cũng vậy hết trơn á. Ai là cái người nói rằng sợ cái anh này anh ngồi máu không lên được não? Thật sự ra là khi em ở trong cái luồng sáng của cái cột số 2, nó khác hẳn cái luồng sáng ở ngay trung tâm sân khấu. Khi em bước ra là chị biết chị sai rồi. Nhưng mà anh Giang nhìn chị có vẻ như là muốn chị là phải nói ra là số 2. Trời ơi. Em không thể nói nghe tội quá. Người đàn bà quỷ quyệt. Tóm lại là chị xin lỗi em. Em trai tên gì, bao nhiêu tuổi nè? Em tên là Lâm Tấn Phát. Hiện nay đang là sinh viên của trường Đại học Kinh tế Luật. Em sinh năm 1995. Thì nói đại 21 tuổi đi. Em sinh năm 1995. Em trai có tham gia ca hát ở đâu chưa? Dạ, hiện tại thì em đang là thành viên của đội văn nghệ xung kích của trường Đại học Kinh tế Luật. Thấy chưa? Người ta xung kích cỡ đó mà nghĩ làm sao? Em hát hay, dễ chịu, đẹp trai, thấy không? Ừ, giảm cân cái phần đùi thôi. Ở trên mặt là khuôn mặt là đồ ổn rồi. Lại mặc đồ lên làm slim fit body. Trời ơi. Cảm ơn em Tấn Phát. Chào tạm biệt. Sự lựa chọn đầu tiên của đội Trường Giang đã hoàn toàn sai lầm. Tiếp theo sẽ là giọng ca bí ẩn số 5. Nghệ sĩ đàn tranh của chúng ta, hãy nghe cô ấy hát nha. Cái tương này là cái tương hát hay. Ủa lộn hát không? Em hát hay thật hay đi em. Không. Hay thật hay. Không hay được. Đừng đùa. Ôi rồi ban. Rồi là anh nha. Ủa kìa, ủa luôn kìa. Bình thường đa số những bạn học khoa dân tộc là chỉ đánh đàn hay thôi và không hát hay. Mà ý là người ta không biết đánh đàn luôn mà bà cũng hồi xin lỗi không may luôn. Thế thì em chị, thế thì bà hát hay. Cô đó hát hay mà, tin tôi đi. Anh dựa vào đâu? Thôi theo thuyết âm mưu thì bây giờ cô ấy không hay, hát không hay. Ba tôi đưa tôi ra đời. Trời sớm khô. Làng tôi từng dòng mướng san vai. Nhớ bà tôi 100 năm rồi ngọn cỏ hóa mây trời. Trên mái nhà có mùa hoa cờ tự nhiên tim tai. Bà ví lông gà vàng như tiền cải. Ông ví mặt trời như lời môi lai. Ai ví tình yêu như trò nghịch xài. Bà lên kẻ trò có buồn được đâu. Ra về lúc lắc héo mòn một sâu. Em có biết không, đến cái giây phút cuối cùng khi em bước ra đây em vẫn còn làm cho mọi người sửng sốt và hoang mang. Trời ơi, chắc chết rồi, chắc lầm rồi. Hãy ra quay lưng vô trong, trời múa làm thấy ghê lắm.
Công nhận em hay thiệt. Em ơi, em tên gì? Dạ em tên là Minh Giang. Em đến từ đâu? Dạ em ở Sài Gòn. Công việc hiện tại của em là diễn viên kịch cà phê. Ừ, không có liên quan gì tới cái đờn tranh phải không em? Dạ đúng rồi. Hồi nãy em hát á, anh có cảm giác như anh đã từng bị cái sự cố này anh biết á, giống như khi máy bay á mà người ta đáp xuống mà nó bị sương mù cái đáp không được, cái ta phải bay vòng. Anh thấy không? Ờ cái bay đó, cái lời bài hát đó, làng tôi quanh qua anh co không có đường ra đó. Mà anh thích như là mấy cái đoạn mà em chỉ nè. À, chỉ nè. Ê, lừa rồi. Là thắng rồi. Vậy bạn là diễn viên nên bạn diễn rất là tốt. Như vậy là đội của Trấn Thành các bạn đã lựa chọn đúng cô gái này của chúng ta là cô gái hát không hay. Dù sao cũng cảm ơn em đã đến với chương trình nha, và mang cho mọi người rất nhiều những cái cảm xúc bất ngờ. Một tràng vỗ tay dành cho bạn ấy nè. Kết thúc vòng thi đầu tiên, coi như là nhà của Trấn Thành tạm thời gác trước một điểm. Không sao, mình vẫn còn vòng thi thứ hai để tiếp tục lựa chọn. Vòng 2 của chúng ta có tên là siêu diễn. Và ở vòng 2, 5 thí sinh còn lại của chúng ta sẽ hát nhép một ca khúc của một ca sĩ nổi tiếng nào đó. Và phải quan sát thật kỹ, coi coi bạn ấy hát như thế nào, cái cách phát âm nhả chữ, rồi cái nhịp phách trong người bạn ấy, để mình có thể đoán được bạn nào là bạn hát hay và bạn nào là bạn hát không hay. Đầu tiên sẽ là cô gái số 1. Từ trong con tim em cứ nhớ anh vô bờ, tình yêu ấy cũng đã khiến em mong chờ. Vô vang anh mình em vơ vơ, bao giấc mộng này tan vỡ. Thì thôi xem những chuyện mình chưa bắt đầu, để cho lòng này nhẹ với nỗi sầu. Như cánh hoa đã thôi úa màu, mà ta giữ lại cho. Sau khi các bạn xem bạn ấy trình diễn xong, các bạn thấy thế nào? Trời ơi, cái giọng Mỹ Tâm mà mặt không có tịnh tâm chút nào hết trơn. Tại sao? Tại vì, à, phải nhớ lời, phải diễn sao? Cái mỏ, chim chim, diễn sâu, tôi phát hiện hết, tất cả là giả dối. Không, thấy được là cái sự thuộc bài, cố trả cho xong. Hay là nhiều khi người ta cố tình đáng... người ta diễn một cách thời hợt như vậy đánh lừa mình thì sao? Đúng rồi ạ. Cái bạn này là không thể nào diễn được. Cái bạn nào mà diễn được là mình cảm nhận là các bạn đó diễn là tại đây diễn viên không. Vòng siêu diễn các bạn nha. Siêu diễn. Nếu như mà các bạn không thể hiện mình á thì làm sao bạn được trụ lại cho đến vòng 3? Đúng rồi. Bạn ấy là người hát dở nên bạn ấy cố gắng làm sao để cho đúng lời. Và chính vì sự cố gắng quá mức nên nó đã lòi ra khuyết điểm là à, đây là cái sự tập trung chứ không phải là cái sự thả hồn vào âm nhạc. Rồi, mình sẽ đến với bạn tiếp theo. Giọng ca bí ẩn số 3. Đừng tìm em khi những ân tình đã nhạt phai. Đừng làm em nhớ nhung bao đêm thêm u hoài. Đừng làm em mãi hy vọng mong chờ để rồi anh đi. Quá phải không các em? Chưa cần biết là bạn hát hay không, đẹp là được cái đã. Em thì em thấy bạn này nó cũng na ná với là bạn số 1 á, là không có tự tin và chỉ là hát để cho xong cái bài của mình, nhét cho xong cái bài của mình thôi. Cho nên em nghĩ bạn này hát cũng không hay. Em nghĩ bạn này hát cũng không hay. Tại vì khi mà hát bình thường ấy, nếu mà mấy cái bạn mà hát kiểu có cảm xúc, hay là ví dụ như anh Chí Thiện với em, khi mà đứng ở trên sân khấu ấy, nó sẽ kiểu hòa vào cái bài hát, mặc dù kể cả mình nhép hay là mình như thế nào đi nữa thì... Thứ nhất, Hoàng Yến, bạn ấy không phải là ca sĩ ha. Với cái thứ hai là bạn ấy nhiều khi không phải là cái sở trường với cái dòng nhạc này thì không, sao? Không, nhưng mà có cái chất ở trong người anh ạ.
Tức là nó có cái chất. Chất cái mà... gì, người ta học diễn viên năm thứ ba trường sân khấu điện ảnh đó. Ta... Tại, đúng rồi, bạn này có khi là diễn viên hoặc là người mẫu ảnh chứ không thể nào mà đúng hát rồi, hay được. Dạ em nghĩ là hát không hay. Đó, thấy chưa? Cũng không hay luôn. Vâng, thì Vân nghĩ là không ai ở đây có cảm giác là bạn này hát hay. Nói gì được, được. Không hay đâu, hay đại đi. Vân nghĩ rằng là nếu mà có một người nào đó nghĩ rằng là bạn ấy hát hay thì người đó không có ở đây. Ở trong khán phòng này thì không có ai mà không ngồi ở đây mà cảm thấy rằng là có thể nhìn lên trên đó và có những cái cảm giác không giống như Ốc Thành Vân để có thể cảm nhận là bạn có thể hát hay như mọi người là cảm nhận bạn hát không hay. Cái dân nó rối dễ sợ luôn á. Từ sáng chiều nói chưa hết ý đó. Em nói nè. Dở ẹ. Bạn này thật ra là tôi không có giống như là hai người bạn của tôi là nói là bạn hát không hay. Tôi chỉ cảm nhận là bạn không có hát hay thôi. Cảm ơn các bạn. Từ trước đây là các bạn cho rằng cô gái xinh đẹp này của chúng ta hát không hay. Tiếp theo, giọng ca bí ẩn số 4. Mời em. Trao chọn con tim khi yêu em, anh sẽ xoay tình cầu đưa em đi xuyên ngân hà xa xôi cùng đến nơi anh dương kia không bao giờ đâu. Cảm ơn các em, cảm ơn hai em Vũ Công. Em không biết là bạn hát có hay không nhưng mà em chỉ thấy là bạn nhảy không đẹp đấy. Ông này cực kỳ nguy hiểm, bước ra đeo cái mặt nạ thấy nguy hiểm, phóng ra cái mặt khi nhảy cũng nguy hiểm, nhảy xong thấy nguy hiểm luôn. Tại sao? Cái gì? Ông diễn dễ sợ lắm, ông diễn thiệt, diễn từ đầu tới đuôi mà cái miệng nhép điệu lắm, tôi nghĩ cái anh này là cái dạng mà cái người mà hay diễn mấy cái show nhép miệng. Hay à. Sao vậy? Không, cảm giác hát hay. Cảm giác hát không hay. Vâng, cũng vậy. Thiện thì sao? Hát không hay đâu. Vậy là cái nhà bên đây thống nhất với nhau ý kiến là hát không hay. Tiếp theo, giọng ca bí ẩn số 6, anh chàng Võ Sư. Một mùa thu tan úa, lá vàng rơi khắp sân, mình anh nơi đây cô đơn lặng lẽ. Từ khi em ra đi, từng hàng cây trước sân dường như cũng đã xác xơ đi nhiều. Cảm ơn em. Cảm ơn. Cũng rõ, rất rõ ràng. Đầu tiên, một mùa thu tan úa, lá vàng rơi chưa xanh. Đòn chặt đó. Anh cô đơn là rất rõ ràng, động tác rõ ràng. Cái bài này nếu mà ông hát bài dệt tầm gai chắc ông làm sao ta? Dệt tầm gai ý, dệt tầm gai. Lúc đầu thấy tay anh ấy cũng đập nhịp, chắc là anh ấy cũng run, khá là run. Rồi về phần hát hay hay không ấy thì em nghĩ theo tạm thời là giác quan thứ 6 của em thì em nghĩ anh ấy chắc là hát hay. Còn Trang? Em thì em chưa biết. Chắc đánh võ hay. Thì thấy sao? Ngơ ngác luôn á, nhưng mà cái phần biểu diễn của bạn này dễ thương quá à. Thì anh thấy em cũng diễn vậy mà. Nào, tôi chỉ đang thắc mắc cái điều là lát nữa giống Giang nói là chọn ông có quýnh không, đang sợ lo quá. Thì cứ chọn đại đi, con có bị quýnh hay không? Bị định chọn rồi đó, tại cái mặt hát mà buồn ngủ quá, định cho về ngủ sớm. Tội nghiệp anh đứng nhiều khi không do mắt của anh thôi. Anh cẩn thận giống anh Giang nha, cho về bàn gấu bông xong bạn hát cực kỳ hay á. Phải không? Thật. Tiếp theo, giọng ca bí ẩn số 7. Ghê à. Từ ngày xa đất sao thôi đĩa lờn tựa bánh canh, em yêu anh nên đành xa xứ xuôi ghe chèo nghiệp thư Cà Mau. Ôi. Cảm ơn em. Nhép mà nhép chuẩn từ cái hơi thở luôn.
các bạn nhìn hình thức bên ngoài của cô gái này, các bạn có nghĩ rằng cô ấy sẽ hát dòng nhạc này không? Không. Vậy mà chương trình lại cố tình đưa ra cái bài này chơi cô ấy nhép. Có một cái sự lừa dối không hề nhẹ ở đây. Đúng, đó là vấn đề. Thưa chư vị bồi thẩm đoàn, tôi sẽ nói với quý vị nghe một điều. Nhân vật này không hát dòng nhạc này. Người ta cố tình lựa bài này cho cổ nhép. Nó có cái gì đó hơi trệt trệt đi một chút xíu thôi, không trệt nhiều. Mà chính vì cái điều đó sẽ đánh lừa chúng ta nghĩ rằng cô ta nhép sai, hát không hay. Nhưng cô ấy vẫn là người hát hay. Với cảm giác của cô gái số 7 này thì em nghĩ là cô ấy sẽ hát hay á. Không, nếu mà nói về khẩu hình thì cái cô này nãy nhép là thấy sai rồi. Không nha. Không phải. Thưa các bạn, sai về hơi thở, nhưng khẩu hình là loại khẩu hình phát âm nắng nó đĩa lên tựa bánh canh. Phát giọng âm bắc rất đẹp. Anh nghĩ là giọng bắc. Chắc chắn phải hát hay. Và bây giờ chúng ta sẽ cần một phút để chúng ta lựa chọn nha. Hội ý cùng với nhau đi nào. Bắt đầu. Tìm ra một người hát không hay. Hết giờ. Mời đội Trường Giang. Số 6. Số 6 là sự lựa chọn của các bạn. May quá. Cẩn thận nha, cẩn thận nha. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Đúng. Tại vì có gì ổng quýnh bên kia chứ không quýnh bên này. Các bạn cũng tính chọn ổng đúng không? Đúng. Em thì nói là số 6. Em phân vân giữa số 3 và số 6. Em thì em kỳ, em phân vân làm gì thì em chọn luôn cho em đỡ nghỉ mệt. Ừ, chọn số 3. Ừ. Thành sẽ chọn số 3. Số 3. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nghe các bạn ấy trình diễn bằng giọng thật của mình. Xin mời giọng ca bí ẩn số 6. Đây có vẻ hát hay đấy. Đúng dòng nhạc luôn á. Thôi không để ý luôn. Không để ý luôn. Không để ý luôn. Theo tạm thời là giác quan thứ 6 của em thì em nghĩ anh ý chắc là hát hay. Thế ông này em hát y chang quýnh vỏ phát rõ ràng. Một mùa thu ta nua lá vàng rơi chưa chân. Hát mà buồn ngủ quá. Định cho về ngủ sớm cho nghiệp anh đứng nhiều khi. Không, do mắt của anh thôi. Anh cẩn thận giống anh Giang nha. Cho về bàn cầu bông, xong bạn hát cực kỳ hay á. Thấy không? Thật. Mưa lại đời chỉ còn hai chúng ta. Nơi ra đi những sinh tử buồn phiền. Mưa lại đời chỉ còn hai chúng ta. Nơi ra đi những sinh tử buồn phiền. Ngày mùng chín những ngày mai như cơn xa sẽ không còn gì để oán trách nhau. Người tin nơi dù lòng em đổi thay, trái tim tôi vẫn mong em được vui. Đừng bận tâm về chuyện hai chúng ta, cuộc tình mình sẽ như là cơn gió. Người tin nơi ta đã không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng vẫn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Tôi đành thương sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt khóc chót người đêm. Người tình nơi ta đang không sống được với nhau thì đành chia tay những giấc mơ mà thôi. Những ngày vui ta bên nhau ôi đẹp làm sao. Lòng vẫn đau nhìn về những ngày xưa. Tình xưa nghĩa cũ sẽ không bao giờ lãng quên. Dù ngày mai đã mãi mãi không còn nhau. Thôi đành chôn sâu trong tim một cuộc tình đau. Giọt nước mắt. Show.
có thể nào em làm liền một cú liên hoàn cước, em đá ba con người kia giùm anh được không? Không, em đừng có đá chị đâu. Hát hay với Đàm Vĩnh Hưng vậy mà không chọn người ta để hát. Mình thèm nghe nhạc quá mà. Bỏ đi cái gì anh không nói được hết trơn á. Vòng cuối anh sẽ chọn cho mọi người hát hay nhất ở đây. Nãy giờ toàn chọn người hát hay không luôn á. Em trai tên gì nè? Dạ em tên là Phạm Thiện. Gì Phạm em? Thiện. Phạm Thiện. Thiện hả? Phạm Thiện hả? Dạ. Trời ơi, chọn Chí Thiện mà không chọn em kìa. Đây Chí Thiện. Yeah. Rồi xin lỗi. Xin lỗi tại vì anh chọn sai đội thôi, không có gì. Lỗi định mệnh thôi anh. Ôi, sao mặt ngay. Từ em. Đầu nó nói rồi không chịu, về bên đây đi không chịu. Võ cổ truyền nhưng mà là mình học cái môn nào em? Dạ mình võ cổ truyền luôn. À, là võ cổ truyền luôn. Ý anh nói là đao thương kiếm kích côn rồi kia đó. Dạ là đủ thứ luôn, cái gì cũng có. Thập bát ban võ nghệ luôn hả? Hay là mình cắt tóc cho gân, cái này là cấp 51 nè. Dạ đang cắt bị cúp điện. Cái gì vậy? Ai nói võ sinh là không có năng khiếu hài hước đúng không? Ai nói võ sinh là hát không hay? Mấy người kỳ cục quá, tội nghiệp thiệt. Cái gì mà thi bóp đi về. Chắc nghịch như con gà cồ. Kim kì. Thôi đi về đi ông ơi. Cảm ơn em đến với chương trình nha. Tiếc quá, một giọng hát khàn khàn rất giống anh Đàm, vậy mà phải chia tay với chương trình vì cái sự lựa chọn sai lầm của đội nhà bên đây. Bây giờ đội nhà Trấn Thành, các bạn lựa chọn cô gái xinh đẹp của tôi, cô gái số 3 có chân dài miên man như Hồ Ngọc Hà, mời em ra đây hát cho mọi người nể chơi. Ban không có tự tin và chỉ là hát để cho xong cái bài của mình, nhét cho xong cái bài của mình thôi. Cho nên em nghĩ bạn này hát cũng không hay. Em nghĩ bạn này hát cũng không hay. Bạn này thật ra là tôi không có giống như là hai người bạn của tôi là nói là bạn hát không hay. Tôi chỉ cảm nhận là bạn không có hát hay thôi. Trái tim của em rất đau, chỉ muốn bên cạnh anh mãi thôi. Dù cho thế nào chẳng có ai biết em tồn tại. Những lần chào nhau bối rối, người ở bên cạnh em chẳng nghi ngờ. Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng. Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đấy. Lời biệt ly buồn đến mãi cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tê bò. Vì em quá yêu nên một chút thôi anh à. Ngày mai tìm đến em tin anh thật lòng và yêu em bằng những cảm xúc tự nguyện. Là em quá yêu nên mù quáng đen yêu lòng. Biết mà. Là ngày chúng ta bắt đầu những sai lầm. Dù cho bây giờ trái tim anh dành hết cho em và yêu em rất nhiều, nhưng bây giờ sẽ ra sao em không thể cố tiếp tục nữa. Cảm ơn em gái rất nhiều. Em gái giới thiệu một chút về mình. Giới thiệu một chút về mình đi nào. Dạ xin chào anh chị. Em tên là Nguyễn Kim Khánh. Em sinh năm 1994. Em đang là họa sĩ giấy tường. Công việc thật của bạn ấy luôn. Công việc đó như thế nào em? Em đi em vẽ những bức tường ở ngoài đường hay sao? Dạ những các anh gọi là thầy của em là toàn bộ những tất cả nhà hàng, nhà quán ở Sài Gòn này đều là đội của tụi em vẽ. Wow, tuyệt vời. Em ơi,
Cho anh hỏi là vẽ là mình vẽ nghệ thuật thôi hay là có vẽ chân dung rồi luôn không? Dạ vẽ hết luôn ạ, vẽ 3D luôn ạ. Nếu anh có nhu cầu vẽ. Em sẽ vẽ trên tường nhà anh hay là em sẽ vẽ anh? Em vẽ cái gì? Dạ, vẽ nếu anh kêu em vẽ trên tường nhà anh thì em sẽ vẽ tặng cho anh và chị Harry Won luôn. Ôi, vẽ tặng nha, vẽ tặng. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Như vậy là một lần nữa đội của Trấn Thành lại lựa chọn chính xác. Coi như là 2-0 rồi các bạn nha. Không còn cơ hội nào khác chúng ta nữa đâu, bởi vì bây giờ chỉ còn có 3 thí sinh mà thôi. Cái xác suất để các bạn lựa chọn nó càng ngày càng trở nên đi. Anh hứa là anh sẽ làm, anh sẽ mang về cho mọi người hát hay nhất đêm nay. Vòng thi thứ 3, lộ diện. Dòng ai, ta đến vòng thi cuối cùng. Và vòng này, quý vị khán giả sẽ có cơ hội lựa chọn cùng với hai gia đình của chúng tôi. Tìm ra cho tôi trong số 3 thí sinh ở đây, người nào mà quý vị cho rằng hát hay. Mã số của các bạn ấy là số 1, số 4 và số 7. Nhớ nha, 1, 4, 7, soạn tin nhắn, GA, khoảng cách. Mã số thí sinh gửi về tổng đài 7339. Và chúng ta sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng là một chiếc điện thoại chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S đến từ nhà tài trợ chính trị giá 5.990.000 đồng. Bây giờ thì mời ba em chúng ta tiến ra sân khấu nào. Bây giờ thì chỉ còn ba bạn mà thôi. Chúng ta mỗi gia đình sẽ có 30 giây phỏng vấn thật nhanh ba người bạn này. Họ sẽ trả lời bằng giọng thật của mình. Nghe giọng bạn ấy để đoán xem bạn ấy hát hay hay không nha. Mời đội Trường Giang trước tiên, 30 giây bắt đầu. Bảo đen bạn thích ca sĩ nào? Ca sĩ nào em cũng thích ạ. Bài hát hay hát lại bài gì? Đủ bài ạ. Đủ bài. Em giọng của em cao hay thấp? Cao ạ. Em thích dòng nhạc nào? Dân ca ạ. Còn em? Nhạc tra. Em có đi học hát không? Dạ không. Anh Thiện rồi. Anh Thiện có bạn gái chưa? Ok. Không biết ạ. Em không biết ạ. Hỏi đi em. Hỏi đi. Hết giờ. Mời đội Trấn Thành 30 giây bắt đầu. Em thích hát nhạc cha, vậy em có hát được nhạc cha không? Dạ có. Em trai nặng nhiêu ký? Giờ 59 ký. Ừ. Em gái mấy tuổi? 25 ạ. Có bồ chưa? Chưa ạ. Quê đâu? Ừ, Vinh ạ. Thần tượng em là ai? Thần tượng em á? Thần tượng nhiều lắm ạ. Em số 1. Cái bông cưới chưa? Hết giờ. 1 phút cho các bạn thảo luận cùng nhau, bắt đầu. Thời gian kết thúc. Xin mời đội lựa chọn đầu tiên là đội của Trấn Thành. Chúng tôi đã thống nhất Dư Thuyết. Thịt học là bộ môn học về các loại thịt. Thì người nào càng nhiều thịt, càng nở năng, sẽ càng coi hơi có giọng. Trời, bạn cười nãy giờ luôn kìa. Chúng tôi xin được chọn bạn mẫm mỉm dễ thương. Sai. Xin cưng. Chọn bạn nào xứng tầm hái Hoàng Yến GB. Liều ăn nhiều. Không thôi. Rồi, em chọn bạn số 1. Trời ơi, mình chọn rồi mình phải hiểu được căn nguyên mà chọn này. Nghe, nhìn anh chọn này, anh chọn số 4 đó. Bây giờ, từ đầu tới giờ, đời thì đã quá đen. Đừng có từ đầu tới giờ, còn phút sau nữa. Còn phút sau nữa, đã quyết định tin anh Giang sẽ tin đến cùng. Khoảng số 4. Sao rồi? Nghe em đi. Em bị lỡ rồi. Nghe người của gia đình thì trả lời. Nói. Sao nói, chị? Bây giờ chị sao? Nói một câu của bạn. Nói. 1 hoặc 7. Bên đó đã chọn 1 rồi thì còn 7 thôi. 7 thôi Thiện. Em quên cái người đàn ông này đi. Hãy nghe anh. Anh là người chưa có gia đình. Anh còn bay nhảy. Anh còn phóng khoáng. Còn những người bị rối loạn bởi gia đình và con cái sẽ không bao giờ thấu được điều xa xôi. Anh có quyền chọn số 4. Em có quyền chọn số 7. Nhưng mà quyền quyết định thì thuộc về Chí Thiện à. Anh đừng lôi chuyện gia đình con cái em ra mà nói ở đây. Anh luôn mang đến cho em ở vòng cuối cùng này là. Ủa em đi đâu vậy Thiện? Chị không? Mình cứ nói chuyện với nhau Thiện. Đi. Chị không? Những người phụ nữ. Chí Thiện. Những người phụ nữ lớn tuổi kệ họ. Bây giờ nhìn thẳng vào ánh mắt của các bạn. Thôi quyết định số 4. Đó. Đó. Thiện.
Như vậy là cuối cùng Chí Thiện đã bị Trường Giang thuyết phục chọn số 4. Mời hai bạn vào trong chuẩn bị cho tiết mục của mình. Em gái, em hãy hát bằng giọng của mình cho tất cả mọi người nghe nha. Đặc biệt nếu như em hát hay thì em hát cho thật to, cho thật lớn để cho Trường Giang và Chí Thiện nghe. Mời em. Hay mà, ai cũng hay hết mà. R&B này thì ghét chọn nhạc á. Mày ai mà hát được nhạc này là nhạc khó. Trời ơi, xa xứ xuôi ghe chèo nhép mà nhép thật từ cái hơi thở. Cô gái số 7 này thì em nghĩ là cô ấy sẽ hay á. Bảo đen mà thích ca sĩ nào? Ca sĩ nào em cũng thích ạ. Bài hát hay hát lại là gì? Đủ bài ạ. Linh cảm thôi 100% luôn. Hay mà, ai cũng hay hết mà. Rồi khi buồn quá chúng ta quay trở lại, rồi khi buồn quá chúng ta quay trở lại, rồi khi buồn quá chúng ta quay trở lại. Sợ sợ yêu rồi khi sợ phải chúng ta đi tìm nhau. Sẽ là hay thường, còn cái cậu kia là hay khủng khiếp. Cái giọng một ca sĩ chuyên nghiệp như em là phải hát với những giọng ca khủng khiếp. Tí nữa đúng khủng khiếp luôn lại bóp cổ ai. Ta ta đi, hãy tính đắt. Em gái, nói cho mọi người nghe đi, em tên gì? Dạ em xin chào tất cả ban giám khảo cùng mọi người ở đây ạ. Em tên là Lina, em là 25 tuổi và em đang học nhạc viện. Quê Thái Bình hay Lạng Sơn? Em Gái Vinh ạ, Nghệ An ạ. Vinh, Nghệ An. Em là Nghệ An, là Nghệ An. Có nói cho dòng Nghệ An được không? Hiện tại em vừa là ca sĩ vừa là diễn viên. Em biết sao không? Vấn đề là hồi nãy vậy nè. Anh là một người thương người. Anh biết chắc chắn là mọi người đang nhìn số 7. Không? Anh biết cô số 1 cũng là hát hay. Anh cho hát với là bé Chibi. Để số 7 em chọn. Nhưng tình yêu mù quáng của em nó làm lý trí em lung lạc. Thì em nói gì nữa Thiện? Không phải, ở vòng 1 và vòng 2 là em mù quáng tới giờ rồi. Người ta là Gái Vinh, mà người ta nói giọng chuẩn Hà Nội, chuẩn Bắc. Như vậy thì người ta phải là người đã từng lên học hành ở lớp thành phố, ta học hành, người ta tìm tòi, ta suy nghĩ để em loại người ta. Em sai lầm. Một tình yêu sai lầm sẽ giết chết em. Chị Thiện ơi, em chết vì tình yêu. Một tràng vỗ tay dành cho Lina, cô gái của chúng ta. Chúng ta sẽ đến với phần trình diễn của hai bạn khách mời ở đây nha. Thiện, em muốn hát trước hay hát sau? Sao cũng được, em cũng vậy hả? Thôi, anh biết rằng em đang rất là hồi hộp đúng không? Cứ giữ cái tâm trạng đó đi, anh mời Hoàng Yến hát trước. Dạ, cảm ơn anh. Thank you.
không biết cuối cùng điều phía trước có phải là hạnh phúc khi trước mắt giờ là hố sâu sống trong. Cái bạn này là không thể nào diễn được. Hay hay, nhìn thì có vẻ như là sẽ hay. Em cũng nghĩ là chị này sẽ hát hay, tại vì bình thường là những người hơi mũm mĩm thì cái hơi thở sẽ rất là tốt. Ngư nào càng nhiều thịt, càng nở nang sẽ càng coi hơi có giọng. Liều ăn nhiều, không thôi. Rồi, em chào bạn số 1. Có phải là hạnh phúc khi trước mắt giờ là hố sâu, sống trong niềm cay đắng trái tim đầy thù trái tim đầy thù biết lần trôi đến không biết ta giờ đi về đâu sao có thể tìm thấy được bình minh làm sao có thể tìm thấy được ánh sáng khi trước mắt giờ chỉ một phần song ca rất là ngọt ngào. Và cũng xin chúc mừng Hoàng HGB sự lựa chọn chính xác. Em gái tên gì nè? Dạ em là Nguyễn Thùy Diệu Tuyết, năm nay em 20 tuổi ạ. Diệu Tuyết 20 tuổi, đang học ở đâu, làm gì? Dạ em đang là sinh viên của trường Đại học Văn Hiến. Cảm ơn em nha. Nhờ có em mà bây giờ Hoàng Yến GB đang cảm thấy rất là thoải mái, rất là tự tin. Coi như là ngày hôm nay Hoàng Yến GB toàn thắng 3 vòng rồi, chọn đúng hết. Một lần nữa cảm ơn em đã đến với chương trình hôm nay. Cảm ơn bạn. Thiện ơi Thiện, ở chương trình của chúng ta đó, anh nghĩ là như thế này nè. Một là mình thắng, mình đem tiền về ha. Hai là lập được kỷ lục là 3 vòng thua đều thôi. Hồi hộp á.
Nếu anh là cơn gió, anh sẽ thổi bay hết những kỷ niệm. Và nếu anh là cơn mưa, trôi dần hình bóng em trong trái tim. Yên tâm đi, anh hứa là anh sẽ làm, anh sẽ mang về cho mọi người hát hay nhất đêm nay. Em không biết là bạn hát có hay không, nhưng mà em chỉ thấy là bạn nhảy không đẹp đấy. Tôi nghĩ cái anh này là cái dạng mà cái người mà hay diễn mấy cái show nhép miệng. Nhưng mà anh này sẽ là người hát hay. Cảm giác hát không hay. Cái căn nguyên của trang chọn này, nghe, nhìn anh chọn này, anh chọn số 4 đó. Đã quyết định tên anh Giang, sẽ tin đến cùng. Đúng, bạn số 4. Dần hình bóng em trong trái tim. Hạnh phúc mãi hoài mầm anh, chỉ là cơn gió nhẹ rơi những cánh hoa. Hạnh phúc mãi hoài mầm anh, chỉ là cơn gió nhẹ rơi những cánh hoa. Hạnh phúc mãi hoài mầm anh, chỉ là cơn gió nhẹ rơi những cánh hoa. Hạnh phúc xưa đâu rồi đã nhạt nhòa, giờ chỉ còn trong ký ức thôi. Bài tình ca của anh là tình yêu quá tha thiết, chuyện về ngày hai chúng ta nơi yêu ban đầu. Tìm lại em của ngày xưa, tìm lại anh của ngày xưa, tìm lại ngày gót chân ta đi mòn lối quen. Chỉ là em với màn đêm, chỉ còn em với ánh sáng, chỉ còn lại trong bức tranh hai màu trắng đen. Là màu của kỷ niệm xưa, một tình yêu anh và em, và rồi cũng sẽ phai theo thời gian cuốn trôi. Tháng năm dài. Nếu anh là cơn gió, anh sẽ thổi bay hết những kỷ niệm. Và nếu anh là cơn mưa, trôi dần hình bóng em trong trái tim. Hạnh phúc mãi hoài mong manh, chỉ là cơn gió nhẹ rơi những cánh hoa. Ngày tháng xưa em đến cũng đã nhạt nhòa, giờ chỉ còn trong ký ức thôi. Bài tình ca có tôi là tình yêu quá tha thiết, chuyện về ngày hai chúng ta mới yêu ban đầu. Tìm lại em của ngày xưa, tìm lại anh của ngày xưa, tìm lại ngày gót chân ta đi mòn lối quen. Chỉ còn anh với màn đêm, chỉ còn em với ánh sáng, chỉ còn lại trong bức tranh hai màu trắng đen. Là màu của kỷ niệm xưa, một tình yêu anh và em, và rồi cũng sẽ phai theo thời gian cuốn trôi. Tháng năm dài. Bài tình ca của thơ anh là tình yêu quá tha thiết, chuyện về ngày hai chúng ta mới yêu ban đầu. Tìm lại anh của ngày xưa, tìm lại em của ngày xưa, tìm lại ngày gót chân ta đi mòn lối quen. Chỉ còn em với màn đêm, chỉ còn em với ánh sáng, chỉ còn lại hai bức tranh hai màu trắng đen. Là màu của kỷ niệm xưa, là màu của anh và em, và rồi cũng sẽ phai theo thời gian cuốn trôi. Tháng năm năm dài.
em, chúc mừng em Thiện ơi, mừng quá. Anh mừng quá, anh mừng muốn rơi nước mắt. Anh mừng muốn khóc luôn Thiện ơi. Dạ, anh cứ anh. Sợ là em thua trắng nói tay. Bây giờ chị muốn nói gì nữa không? Nói là hay một cái. Làm sao mà có bài sông ca nam như vậy mà chồng cô gái hay như Thiện được. Em trai, giới thiệu cho mọi người biết về mình nè. Dạ, em tên là Võ Đức Trí à. Cái gì Trí em? Dạ, Võ Đức Trí. Võ Đức Trí. Dạ. Hiện tại em làm công việc gì? Hiện tại em đang là sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Trời ơi. Sinh viên Nhạc viện. Vỗ tay cái gì? Hèn chi ông hát hay quá. Chua đuổi thằng nhỏ hả? Rồi chửi đồng nghiệp, coi đồng nghiệp là rác rưởi, chửi đồng nghiệp, chửi em bút, rồi chua đuổi thằng nhỏ. Nói em bất lợi. Nói em mê Trường Giang đó chứ. Người ta là K-pop như vậy. Không phải là chua đuổi. Nhìn là biết là Lý Trung Ghi rồi. Nói gì nữa? Rồi đó à, đừng đem con gái gia đình em ra nữa. Đúng rồi. Em ơi, biết không? Theo những gì mà chị đã từng làm trong chương trình này thì cái suy nghĩ rằng là số 7 hát đã quá hay rồi, thực sự là nhưng cái cơ hội không thể hát trong ca với Thiện được, bởi vì anh đây là bài nam. Đây là hên. Hên cái là gì? Tự nhiên có một giọng ca hay không như vậy xuất hiện ở phần cuối. Bao nhiêu năm trong nghề mình phải nhìn thấu được hên là có ba đứa con mới là hên, thấy không? Rồi, cảm ơn em rất là nhiều nha. Thưa quý vị, ngày hôm nay có lẽ là một cái chương trình mà gọi là vui vẻ quề cả làng. Và ai cũng có phần thưởng hết. Diệu Tuyết nè, Đức Trí, mỗi bạn có một phần thưởng trị giá là 10 triệu đồng khi các bạn đã có mặt tại vòng đặc biệt của chương trình. Còn Hoàng Yến Chibi bữa nay em xuất sắc quá. Nhờ sự cố vấn của hai quân sư Thu Trang và Trấn Thành, em đã gọi là thắng tuyệt đối ba vòng luôn. Còn Chí Thiện, mai cho em cũng giỏi. Vòng cuối em dớt giác là được. Mới còn cầm cái bảng này nó không là đi về tay không rồi. Chí Thiện và Hoàng Yến mỗi bạn sẽ ra về với một giải thưởng của chương trình trị giá là 25 triệu đồng. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến với Dòng Ái Dòng Ai ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi sẽ được phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ trên kênh HTV7. Xin cảm ơn chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S đã đồng hành cùng với chúng tôi. Hẹn gặp lại tuần sau. Nhìn anh em rất nhớ chờ Đà Lạt. Dạo này ảnh hay khoe hình sáu múi rồi đó. Em ơi, coi hình chi xa xôi giờ, bây giờ mình có thực tế không? Đó, dẹp không? Cô này hát hay. Bạn này có giọng hát ok. Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Gia đình là số 1, việc mới được đi, hiểu chưa? Nói với anh là quay lan không bao giờ mập. Béo phì. Trời ơi trời. Con sinh ra hai đứa con tốt hơn hai đứa con của mẹ luôn đó mẹ. Anh siêu như vậy anh mới đứng nhất lớp. Chứ bây giờ anh muốn bét lớp nhanh cũng khó nữa. Một gia đình siêu cấp với những tình huống cười bất chấp. Đây là ai? Nó là em ruột của con. Ba là cái gì của con? Chồng của mẹ con. Tao là cái gì của mày kia? Mẹ con là đẻ ra nó là em ruột con. Nhưng cũng đầy cảm xúc. Mẹ thương con quá. Vợ tuyệt vời của ai? Gia đình là số 1, phát sóng từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần lúc 19:50 trên HTV7 kể từ ngày 18 tháng Giêng năm 2017.